Cô Nguyễn My Lan, mời cô đi theo tôi về cơ quan để điều tra về việc đảo nhái tác phẩm. Đảo nhái là sao? Có một bên khác đã khởi kiện cô. Bây giờ thì mời cô phối hợp với chúng tôi để điều tra. Nếu như không phối hợp thì tôi buộc anh phải cưỡng chế cô. Đi, mời cô đi theo tôi. Xin lỗi. Chào anh, tôi là My, cấp trên của Lan. Sự việc xảy ra thì tôi cũng có một phần trách nhiệm, cho nên tôi sẽ bảo lãnh cô ấy để điều tra. Tôi tin là nhân viên của tôi sẽ không làm những chuyện đảo nhái kia. Anh yên tâm, bên tôi cam kết sẽ hợp tác điều tra cùng mọi người. Nhưng mà bên tôi cũng có một yêu cầu, đó là tôi muốn gặp bên công ty phát hành tác phẩm để điều tra xem ai là người đang muốn hãm hại chúng tôi. Được, nếu vậy thì để tôi sắp xếp một cuộc gặp khác. Hẹn gặp các cô vào buổi sau. Cảm ơn anh. Chị My ơi, chị My, như vậy thì hơi phiền. Hay là để em theo ảnh nha, em sợ phiền chị lắm. Em yên tâm đi, chuyện này cứ để chị lo. Em cứ ở đây dẫn dắt mọi người làm việc đi. Mọi người giải tán đi, việc này có tôi lo rồi. Em cảm ơn chị. Nè anh, bản thiết kế của em á, chỉ có mình em và anh biết. Vậy ai là người tuồn ra? Sao anh biết? Ủa, tự nhiên em nhìn anh vậy, anh không có làm. Nè Vy, mắt gì rung dữ vậy? Chuyện này có liên quan đến cô đúng không? Em lỡ coi bản phác thảo rồi em có vẽ lại, nhưng mà em có sửa rồi, em sửa rồi em mới bán cho người ta. Chị ơi em xin lỗi. Tình. Ok thì anh lỡ cho con bé nó xem, anh xin lỗi lỗi anh được chưa? Nhưng mà cái bản thiết kế đó đã có chỉnh sửa lại rồi. Nhưng mà con bé nó em họ anh, nó còn trẻ người, nó giả, nó không biết thì thôi. Em trước sau em cũng làm chị nó đúng không? Thương em nó đi, bỏ qua đi, được không? Tôi với anh á chỉ là người yêu nhau thôi, chưa cưới xin gì hết, nên nó không có là hỏi hàng gì của tôi hết trơn á. Anh làm mơn đi, là có vô như vậy. Mấy người lo giải quyết cho tôi đi. Không á thì tôi báo công an đó. Báo anh? Anh nói chị đi, chị mà báo công an bắt em. Em còn đang thực tập, em còn chưa tốt nghiệp nữa. Lúc em bị đuổi học, anh nói tương lai của em thì sao anh? Anh cứu em đi, anh nói chị đi. Yên tâm đi, cổ không có dám báo công an đâu. Thôi anh nói vậy luôn cho nó vuông nha. Nếu như mà em làm lớn cái chuyện này lên á, anh sẽ từ hôn em. Chị em bị ruồng bỏ một lần rồi đúng không? Chắc em không muốn làm phiên bản thứ hai của chị đâu. Với nữa hai bác ở nhà hình như là bị bịt tim á. Ví dụ như mà cái chuyện mà tụi mình bỏ nhau á, rồi lỡ người ta biết tin, xong rồi hai bác có chịu nổi cái cú sốc này không ta? Anh nói vậy anh nghĩ là em hiểu đúng không? Nên là với vị trí của em hiện tại thì anh nghĩ là em biết mình nên làm gì. Mình đi em. Nè, anh quá đáng gì thôi nha. Ủa em có đem tiền cọc theo không vậy? Dạ có, em để tiền trong cốp rồi anh. À. Quay, tắp xe vô lại. Cái này mày đâu mà dám trốn tao? Bình tĩnh. Không có trốn. Anh ơi, em nói nghe, mấy anh tha cho em cái gì từ từ nói. Thư cho em mấy bữa cái em kiếm tiền em trả anh liền. Chuyện này là sao vậy anh? Mấy người này là chủ nợ của anh. Tại vì hôm trước á, anh có vay của người ta để kiếm tiền đầu tư, lo cho cuộc sống của mình sau này. Mà xui một cái là anh đầu tư ở đâu nó cũng lỗ. Sao anh không nói cho em biết? Thì không có kịp. Hai đứa bay bớt đóng kịch lại đi, rồi cuối cùng tiền tao đâu? Dạ có. Anh ơi, cho em lấy cái. Anh ơi, cái tiền đó không được đâu anh. Cái tiền đó lo cho cuộc sống của mình nữa. Cái tiền đó không nuôi cho người ta được đâu. Bây giờ anh không đưa nó chém anh rồi làm sao? Bây giờ anh hỏi em nè, nhà mình ở thuê được đúng không? Đúng không? Nhà mình thuê được. Còn tiền anh từ từ anh làm kiếm lại. Bây giờ giữa cái nhà với cái mạng anh, cái nào quan trọng hơn? Nghe lời anh đi nhé. Em có tiền. Dạ, anh, ở trong này là tiền em đi đặt cọc nhà, có 5 cặp triệu lên, mà anh kiểm tra kỹ giùm em.
Em trả xong này là anh em mình hết nợ nha. Nha này cũng biết đều á. Dạ. Rồi đây. Mai em trai. Dạ dạ dạ. Mai. Khỏe nha. Thôi đừng có khóc. Thì từ từ anh ráng kiếm tiền lại. Thì bây giờ nhà thì mình thuê mình ở tạm thôi. Dạ thưa giám đốc, hôm nay em tới để đền hợp đồng nè. Đền hợp đồng hả? Sao lại là cô? Là Lan. Lan nói với cô tất cả phải không? Bất ngờ lắm phải không? Còn nhiều bất ngờ đang chờ trước mắt lắm. Vào đi. Anh đừng có tưởng tôi không mét chị My là chị My sẽ không bao giờ biết được sự thật. Sao mấy anh ở đây vậy? Có mấy đồng bạc lẻ của mấy người mà đòi bạch mạng của tụi này hả? Không có đâu. Tất nhiên là phải ở đây để mà còn vạch trần bộ mặt của hai người chứ. Là sao? Không lẽ công ty này là của chị luôn hả? Không. Công ty này ngay từ đầu không phải là của tôi. Nhưng tôi nói cho hai người biết, không có gì là không thể giải quyết được bằng tiền cả. Tôi đã mua lại công ty này và rút đơn kiện rồi. Cũng từ đó mà biết, người mà đã bán bản thiết kế cho công ty này chính là Vi. Tôi không ngờ anh vì cô ta mà anh bòn rút tôi. Đã vậy, anh còn lợi dụng tôi để lấy tiền bồi thường giùm cô ta. Tôi không ngờ anh có như vậy luôn đó. Nếu mà không nhờ chị My á, thì tôi còn lâu mới biết được bộ mặt thật của anh. Anh chuẩn bị lên tòa đi. Vì cái tội đe dọa cướp tiền người khác, vì cái tội ăn cắp ý tưởng. Em, mẹ nói là muốn gì mình ra khách sạn ở đây. Lỡ ai thấy rồi sao? Anh yên tâm đi, ở đây không có ai đi lên đâu. Anh phải cứu em. Cứu làm sao, chuyện gì nữa? Bộ Lan báo với cấp trên rồi hả? Có lo, anh sẽ đá cô ta. Anh cưới em về, anh nuôi em. Không phải. Thế sao? Cái công ty mà em bán cái bản thiết kế cho người ta á. Họ phát hiện ra có hai bản thiết kế giống nhau. Bây giờ cần thêm thời gian điều tra, cho nên là bắt em phải đền hợp đồng kìa. Cứu em. Khoan, từ. Đền là đền sao? Đền bao nhiêu? 500 triệu. Cái gì? Anh ơi, anh cứu em đi, không là em chết đó anh. 500 triệu anh đảo đâu ra? Anh giúp em đi. Anh mà không giúp em á là em chết. Em mà chết rồi không ai chịu anh đâu. Bộ tính ở đây luôn hả? Lỡ ai thấy biết mình không anh em họ rồi sao? Thì kệ họ chứ sao. Quỷ. Em à, thiệt ra anh còn rất là yêu em. Em tha lỗi cho anh lần này đi. Tại cô ta dụ dỗ anh á. Nếu mà anh không có ý với cô ta thì sao cô ta dụ dỗ anh được? Dụ dỗ cái gì? Chị My ơi, em sai rồi. Thật ra em không biết gì hết á. Chị bỏ qua cho em đi. Em còn tương lai phía trước á chị My. Chị My tha cho em đi chị My. Em xin chị. Tôi nghĩ là cô đủ lớn để có thể lường trước được hậu quả mà nhỉ. Tôi sẽ chống mắt lên thử xem những ngày tháng bị phong sát phía trước hai người sẽ sống như thế nào. Để xem còn có công ty nào dám nhận hai người nữa không. Chuẩn bị ra hầu tòa đi. Đại vệ sĩ. Lan hả? Chị tha cho em đi. Anh hết đâu. Tại mày hết đó con khốn. Mày hại tao đó. Tha cho em đi chị. Chị ơi, tha cho em. Em cảm ơn chị.